Việt Tân vừa tung ra trên mạng xã hội, một đất nước kỳ lạ, đảng tạo ra tham nhũng rồi đảng lại chống tham nhũng, rồi đảng lại khen chống tham nhũng. Của Nguyễn Bình. Thật đáng khinh khi chúng đổ với tham nhũng là tại thể chế chính trị ở Việt Nam sinh ra. Thực tế có thể thấy là ngay các nước tư bản tham nhũng vẫn có. Không chỉ có, mà còn nhiều. Bỏ qua Philippines kể cận Việt Nam. Nước này đa đảng đấy, và phi cộng sản. Vậy mà cách đây 17 năm, ngày 26 tháng 2 năm 2006, dư luận toàn cầu đã chấn động trước báo cáo của Ủy ban trong sạch chính phủ thuộc phủ tổng thống, cố tổng thống Ferdinand Marco, và tay chân của ông đã tham nhũng 100 tỷ USD trong suốt thời gian cầm quyền. Thật kinh khủng. Sau đó, Mỹ quốc hạng nhất tư bản. Theo báo cáo thống kê tình trạng tội phạm tham nhũng tại các thành phố lớn của Mỹ ngày 11 tháng 2 năm 2019 của Đại học Illinois, tại thành phố Chicago, các thành phố như Chicago, Los Angeles, Miami và Washington DC, tham nhũng nhiều như châu chấu. Trong đó nhiều nhất là tham nhũng công với các hành vi như đưa và nhận hối lộ, tống tiền, biển thủ tài sản công. Những người qua thời cuộc hẳn biết, trước diễn biến phức tạp về tham nhũng, ngày 6 tháng 12 năm 2021, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã phải công bố chiến lược mới chống tham nhũng và chống các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Pháp quốc cũng hẳn là quốc gia phi cộng sản. Vậy mà năm 2021, nhà đài RFI của Pháp và hãng truyền thông khổng lồ CNN, Mỹ, đã gây chấn động dư luận bằng thông tin. Sau quá trình điều tra, ngày 1 tháng 3 năm 2021, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị tuyên án tù 3 năm vì tội danh tham nhũng trong thời gian tại nhiệm. Thực ra, chuyện Mỹ, hay Pháp, hay xứ Kim Chi Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác đều đang phải vật lộn với tham nhũng đâu có là lạ. Bởi bản chất tham nhũng là hiện tượng xã hội, do quyền lực nhà nước bị thao túng, tha hóa gây ra. Tham nhũng đâu phải do chế độ một đảng cầm quyền mà có. Vậy nên, chống tham nhũng là điều mọi quốc gia, bất luận thuộc thể chế chính trị nào, cũng phải làm. Tại Việt Nam, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với lò, ông Nguyễn Phú Trọng đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu. Thực chất, chứ không hề hình thức, giả vờ như luận điệu xỏ lá của Nguyễn Bình đảng lại chống tham nhũng, rồi đảng lại khen chống tham nhũng. Ngoài việc được người dân trong nước ghi nhận, nỗ lực và kết quả chống tham nhũng của Việt Nam còn được các tổ chức quốc tế, trong đó có Tổ chức Minh Bạch Quốc tế khẳng định, trong báo cáo chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2022, công bố ngày 31 tháng 1 năm 2023. Theo đó, Việt Nam là một trong số 6 quốc gia khu vực châu Á, Thái Bình Dương có tiến bộ nổi trội, với 42 điểm, tăng 9 điểm kể từ năm 2018. Mới thấy, Việt Tân và nhân vật ghi tên là Nguyễn Bình đã xuyên tạc như thế nào, luận điệu của họ đáng bị dư luận cảnh giác và phỉ báng ra sao.